Em nào tín đồ của Rising Boy đây? Phục Rising Boy, dòng này là dòng máu mới, là gì, nó gọi là cái gì? Flower Bro gì đó. Đó, dòng này thì nó sẽ khác cái nấm tăng chỉnh trước, trên và dưới của những cái dòng rồi, cái dòng Rising Boy VD, VS nha. Khác nhau hoàn toàn nha. Cái nước sơn của nó sẽ bóng hơn nha. Cái màu của nó cũng đậm hơn và đẹp hơn. Đặc biệt đợt này nó sẽ có ra một cái màu Titan. Đó, màu này nè, nói chung là nó sẽ đẹp là vì nó phối cái màu đen này nè, đen bình đen, nói chung là phối lên cái màu nào nó cũng đẹp luôn, em nói thiệt mọi người. Đó, còn núm tăng chỉnh là trên dưới là đều là thiệt. Nó sẽ rẻ hơn dòng VD nha, tầm nó chỉ hơn 2 triệu thôi. Cực kỳ đẹp và xuất sắc đó, thấy không? Hàng về cực kỳ nhiều cho anh em luôn. Em về là em thiệt, em chưa kịp làm gì hết á. Soạn hàng và giao sỉ cho khách trước đã. Đó, bảo hành cho anh em là 12 tháng xì là được đổi mới nha. Nhưng mà trong ba cái màu này thì em thấy màu đỏ là nổi nhất nha. Còn anh em nào vẫn thích cái dòng gọi là quyền lực nhất thì vẫn cứ đi là đen ti vàng cho em. Còn anh em nào muốn độc lạ thì chơi màu xám titan giùm em nha. Đó, ba màu cực kỳ đẹp lần này, công nhận là nó xuất sắc luôn. Ok nha. Đó, đen ti vàng thì bình thường rồi,